Dạ. Trấn Thành, giờ đã là Tảng Nguyên mà đệ vẫn còn uống được rượu quán nghèo ngày cũ à? Uống chứ đại huynh, tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương gì. Xin kính cận tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Chén rượu lạc Tảng Nguyên để xin giam uống một mình, đâu dám rót làm bắn môi người nghe khí. Xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa, cởi áo mạo cân đai gửi cho quân hầu cần, mặc nguyên áo cơ hàng mừng bán tướng tri. Dậy rượu tương phụng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiễn. Xin cảm ơn ạ. Dạ. Anh có đi diễn đi ca đâu? Không, nhà mình bán đồ. Mà mê hát vậy thôi đúng mê không? Mê hát ở nhà, nhiều khi bà con vòng vòng xóm á. Dạ. Cũng biết ca cái lương vậy đó, cái người ta có tiệc tùng người ta rủ là cái ca. Ca bán gì anh? Dạ. Mình bán gì? Em bán cửa hàng điện nước. Dạ. Dạ. Giờ em xin diễn. Dạ. Phụng Thiên Thừa Dẫn. Gì vậy? Khoan, ủa thi chưa? Thi chưa ạ? Trời ơi. Không có. Sao ông manh động vậy? Không có. Mình ta lúc mình bấm chuông, mình sẽ nó bấm chuông trong này có. À. Dạ. À. Giờ mình làm lại sao? Okay. À, tức là khi nào cái bấm chuông mới được bấm hả? Dạ, trong cái động này nó có bấm chuông luôn. Vô. Được. Hết hồn. Phụng Thiên Thừa Dẫn. Thách thức danh hài chiếu giết. Gian thần Trấn Thành quỳ xuống mà nghe chiếu chỉ. Thái giám Ngô Kế Quy bấm chuông. Trấn Thành, tuổi của ngươi chắc chồng như núi. Từ khi ngươi làm giám khảo thách thức danh hài đến nay thì một tay nhà ngươi đã gây bao tội lỗi. Tuổi của ngươi được cụ thể quá như sau: hai chấm xuống hàng, khương vừa tuyển chọn, hàng giảng thí sinh chưa kịp ghi hình, ngươi cho quẹo phải, xuyên tranh cãi, đánh đập trường gian, gây bao quan măng cho nhà sản xuất. Ngươi còn kiếp chuyện cưỡng bức MC Thiên Ngô Kiếp Quy. Mình đã chiếm thắng vọng rồi, thật thật là quá đáng tội lỗi ngập đầu. Nếu muốn sống lâu phải lại liền mười lại khâm chỉ. Đây gươm lĩnh xin đao hạ lưu tình, ta nào hà hiếp MC. MC là những đơn bề trên thì làm sao ta dám đụng đến. Xin thánh tạ Long Ân. Vậy mà trong này có ghi sớ là của ngài, muốn ghi cái gì mà không được. 2 triệu. Dạ, dạ. Giang chúc khi mà vô thì mình vô, nhưng mà cái đồng bấm chuông thì trong này có nha. Nữa mình đi tiếp, nhưng mà ý mình nói chút mình nói gì, nhưng mà cái đoạn cái giữa sẽ có bấm chuông. Đúng rồi. Cho nên khỏi gần là chờ mình. Tôi là tôi thích anh đó. Anh dạ, là dạ. Người anh thông minh đó, anh ăn gian giờ rất là hợp lý. Dạ. Nhưng mà ăn gian gì tôi chịu. Thà có đầu nào, tư. Anh gian cho nào tới nói mình tiếp anh. Dạ, đâu dám cãi anh. Dạ, giờ tới chưa anh? Dạ. Rồi đó. Giờ tiếp hát tiếp vòng 2 ha. Vòng 2 à. Dạ. Vô, đang tình cảm đó. Phụng Thiên Thừa Dẫn cũng thách thức danh hài chiếu giết. Hôm nay Điền Quân đã giao cho ta trọn quyền xét xử vụ án cái thai quan. Vậy tên nào là thủ phạm Ngô Kế Quy? Bước xuống sân khấu quỳ xuống mà nghe ta phán xử. Bước xuống. Quỳ xuống đi. Sao mà bẩm quan cho ai nhấn chuông? Chỗ này xử mà được chứ ngầu dưới sao ta xử được. Ngươi phải xuống quỳ xuống. Đúng. Bấm chuông, có người bấm, người yên tâm. Để ông không bấm. Con tiện dân kia quỳ thẳng lên. Mời tể tướng Trường Giang lên bấm chuông. Đài đó. Ông đài hết phim trường.
tự nhiên tôi đang ở bề trên. Kêu người quỳ hả? Ta kêu người lết. À nè, một lát nữa nè, ông kêu cameraman đâu, lên cầm từ từ sớm cho ta. À, lần đầu tiên lên điện luôn á. Bấm chuông nào. Ai biết. Anh bấm chuông anh biết sao tôi biết. Một chuông nào quy. Xa lá cây anh, xa lá cây. Dứt đại màu đỏ này khoan nha. Cho nên nó bấm mới bấm nha. Ừ. Màu đỏ là quẹo phải đó ông. Dạ. Rồi cho nè, bấm nha. Dạ dạ dạ. Mời bấm chuông. Ngô Kiến Quy, sau khi chém đầu Trấn Thành, trong tôn sách khám lại hiện trường mới biết bào thai trong bụng của ngươi không phải của Trấn Thành mà 90% là của Trường Giang. Ta cho bắt Trường Giang. Trường Giang khai ra Khương Dừa. Bắt Khương Dừa khai thêm 6 ông quay phim. 6 ông quay phim khai thêm 7 ông hậu đài, 8 ông âm thanh, 9 ông ánh sáng. Vậy thôi ngươi, rốt cuộc cha ruột đứa bé trong bụng của ngươi là ai? Nhiều quá nhớ không nổi chứ gì. Nhìn ra đây. Hồi nãy mà em nghĩ là anh kết bằng cái câu 9 ông phải phim, 8 ông anh tâm, 10 ông ánh sáng. Ngô Kiến Quy, sao là đàn bà mà ngươi lang chạ dữ vậy? Có chút cái đầu sao có anh mà tại cái đầu sao là ông phải kết cái đó chứ không còn thời gian nhiều nữa đâu mà ông. Bây giờ anh còn thử em nữa không để biết đường đặng lên. Dạ dạ, giãn tuồng anh có thể lên. Giãn tuồng em lên nha. Dạ, dạ, rồi. Trời ơi, giãn tuồng nữa chứ. Có duyên nha, tụi thấy có duyên nha. Bây giờ ông có ổn không? Suy nghĩ cho kỹ nha. Dạ, em suy nghĩ qua này. 10 triệu là không. Em suy nghĩ cả tháng nha. Ok. Dạ. Hôm nay có thách đường. Xét xử vụ án tể tướng Trường Giang. Vậy ai là Trường Giang? Bò lên sẽ không quỳ xuống mà nghe to phán xử. Xử hết. Một lát nữa ông lâu Calamen là xử luôn. Quỳ xuống. Dạ. Trường Giang, ngươi là một danh hài, một MC, một nhà kinh doanh giỏi. Người như ngươi trong nước không nhiều, điều đó thật đáng khen. Nhưng trong cách làm việc của ngươi thiếu rõ ràng minh bạch, đã gây hậu quả làm chết nhiều người. Bà con ở vùng sâu vùng xa kiến thức hạn hẹp, họ đâu có rành như ngươi. Có một gia đình nọ, sau khi xem chương trình của ngươi xong, cả nhà thấy đói bụng quá mới xuống bếp lục đồ, nhưng không có gì để ăn hết. Nhìn xuống đất thấy một bếp than hồng đang cháy rực, sực nhớ đến chương trình của ngươi, cả nhà vui mừng liền nằm xuống điếm. 1, 2, 3 lăn vào cả nhà chết sập. Ta hỏi ngươi thiếu gì tội xuống không đặt, mà ngươi đặt là lăn. Muốn ăn phải lăn vô bếp, phải chi ngươi đặt muốn ăn phải lăn lên giường thì gia đình nọ đâu có chết. Hôm nay ta sẽ xử ngươi theo luật nhân quả. Người đâu mang bếp than hồng ra lăn Trường Giang cho ta.